Các ông ạ, tôi không biết làm sao tự nhiên mây ấy bảo tôi đợi xíu. Có thể là mây xuống đây sửa hộ tôi điều hòa chẳng hạn, xong rồi tôi bùng luôn. Người ta thích tôi mà, tôi cũng phải thích lại cho có chứ. Hà Nội đang lạnh nhé mà, kiếm người yêu tầm này được mà. Nhờ, công nhờ. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop sikẹo.vn. Có một bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, bàn chân trắng đêm không thể nào ngủ. Gái mời à? Yeah. Boy. Hi, xin chào anh sĩ. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. mấy thằng đứng từ chiều mà thường là mấy thằng fuck boy ấy anh. Điền hầm anh nhìn anh, good boy chính hiệu. Có lắm dạ. Nếu hiểu sao hỏi anh fuck boy. No, hầm à? Anh biết mấy đứa fuck boy thường nhận mình good boy để lừa mấy đứa gái nhà lành không? Anh đi khổ từ bé giờ đã được phát hay đâu. Trong cuộc sống này, anh tặng em một câu nhá. Nói anh nhà. Thề. Anh thề anh không phải fuck boy, thề sự thật. Sự thật em ạ. Anh ơi, em lại nói cho anh câu này nhá. Ừ, nghe. Lời nói đéo bao giờ là chị á. Đúng vậy. Thế thì anh có thể thả anh là một thằng bị hoạn rồi em ạ. Yeah. Ok. Vì một câu thề anh có thể nhận anh bệnh hoạn thì ok đó. Không, anh là một thằng bị hoạn. Nói bệnh hoạn nghe kiểu ui, nghe kiểu cháu tông đa ấy lìn. Đừng có bảo như thế. Ghét mấy thằng spam súng trong phòng chờ đấy. Chúng mày có thể ngưng spam súng được không? Giết tai đúng không? Giết tai đúng không? Bố mày xin. Từ dưng này anh chỉ trẻ trâu ấy. Thì em anh trẻ trâu từ bé em ạ. Thế á? Nhưng mà em chả thế. Một người trưởng thành. Em vừa thấy anh trưởng thành lắm. Em đang chuẩn bị tư tưởng thi hành. Anh em ạ. Trong cuộc sống này em ạ. Anh bây giờ này bao nhiêu lo không nổi, không đủ ăn. Mày đừng có mồm điêu đi. Thôi đừng thích anh em về. Anh, cái gì? Anh đấy. Em nghe rồi đấy, giờ anh đang làm Grab à? Ừ em ạ. Đây chạy xe kiếm cơm sống qua ngày khổ cái gì nữa. Sướng thế còn gì. Sướng gì mà sướng. Chạy xe kiếm cơm khổ ấy. Em còn phải ngủ cả ngày không được ăn cơm. Em ngủ cả ngày em nhịn cơm mới có. Em có nghe mấy đứa kiểu hay bảo buổi sáng là buổi sáng dậy làm gì, tốn tiền ăn sáng đúng không? Đúng. Oh. Em phải ăn sáng xong em mới đi ngủ tới chiều tối ấy. Cuộc đời khổ lắm, chả bao giờ ăn buổi trưa cả. Thế thì em vẫn ăn sáng còn gì. Nhưng mà có đồ ăn trưa đâu. Ăn sáng rồi đòi ăn trưa, ăn ít thôi béo. Chả thế ăn ít thôi. Thôi, chỗ anh em ai làm như thế. Đừng có bảo chỗ anh em mà chê em mình béo. Mấy thằng đấy thì chỉ có bị chém đầu trừ tử thôi. Thôi, anh xin, khổ cái gì nữa. Anh có thấy đứa em là vừa dễ thương vừa đáng yêu như em không? Bài cực tịt. Em hàng xóm à? À, thế em à? Em hàng xóm đúng không? À, thế à? Nhà anh có cái điều hòa thì mới hỏng em ạ. Em có qua sửa giúp anh cái điều hòa được không? Được anh, em sửa được luôn. Trời ơi, điều hòa rất giản. Lừa rồi. Em có phải củ có gai không? Không, biết anh nói thế. Anh em mình anh nói ai thế. Ai biết được. Gái nguyên củ à? Sợ quá. Này, anh em anh nói thế à? Anh tìm xúc một phát anh rớt từ nhà anh thôi. Tầm bao nhiêu? Đừng. Anh ở tầng 24 em ạ. Anh chút từ tầng 24 xuống anh ạ. À. Ui sợ quá. Bạo lực quá. Bạo lực thôi. Á, bạo lực nhỏ. Thôi anh xin, khổ anh. Tại vì anh em mới ra cái tính bạo lực rồi đấy. Em có thể múc anh ngay lập tức luôn đấy. Người ta chỉ là một anh Grab hiền lành, chăm chỉ cả ngày chạy xe hay kiếm tiền. Thật mà em. Hiền lành mà nhà anh có điều hòa gần em qua sửa. Không, nó hư thật. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo.
Anh thấy anh không làm gì đâu. Tự dưng điều hòa bảo cái anh gì? Không làm gì đâu. À không, ý là điều hòa nó tự hỏng, anh không làm gì cả, điều hòa nó tự hỏng ấy. Anh không sử dụng cho nó hỏng. Ai biết làm sao được, bây giờ điều hòa nó tự hỏng thì phải làm sao. Đúng, đàn ông lên lẹo quá nhỉ. Cái gì? Không em ơi, anh từ trước giờ, từ bé rồi. Anh không biết lên lẹo là gì cả. Anh là một người hiền lành, thật thà, chất phác em ạ. Đéo tin. Đấy. Anh đang lên lẹo đấy. Đứng, em phải tin anh chứ. Tin chứ, tin tới đéo là được. Tin á, tin á, tin là tin thế. Đéo là được. Em phải tin anh chứ. Em tin ơi. Tin anh được gì? Tin anh được gì? Đứa nào ghim cho mình cái mũ ba ấy nhỉ? Ô, đứa nào ấy nhỉ? Giờ có hai đứa bảo đứa nào. Ủa, giờ có hai đứa bảo đứa nào. Ok ok ok, cảm ơn mây tốt bụng đáng yêu dễ thương xinh gái, hay quá em ạ. Ôi em nhạt, em nghe cái câu này đâu không nhạt, quen anh ạ. Nghe không quen nữa. Thôi em, cuộc sống mà. Không, em không nghe những lời. Cuộc sống anh chỉ nói những lời chân thật thôi. Em anh không biết nịnh bợ là gì cả. Anh thề, anh hứa. A few moments later. Đây, anh nói chuyện một cách rất là nghiêm túc, từ tốn, thấy chưa? Em thấy chưa? Cứ như em tưởng anh đang đóng phim ấy. Đóng phim thôi em ạ. Anh đã bỏ cái gì đấy, kinh vãi. Không, anh đã bỏ cái nghề đóng phim lâu lắm rồi em ơi. Anh đang dẫn thân vào showbiz mà vẫn hay bỏ showbiz à? Showbiz gì em không thấy. Có thấy showbiz nào đâu đường em ống, ơi. Đường ống đang hỏng anh. Ok. Anh chúng sẽ làm mẹ... anh thợ sửa ống nước. Đi bạn nói hợp lý bạn. Ờ. Ừ. Ờ bữa nào anh Grab này anh thợ sửa ống nước à? Đơn lẹo thế. Đang nghỉ à? Không em ạ, kiếm thêm. Nghề sửa ống nước là bao nhiêu mà đòi kiếm thêm? Kiếm thêm em, không được cái này được cái khác, có gì kiếm đâu thêm em. Em á, kiếm thêm em á, là sao? Cái gì? Kiếm thêm, kiếm thêm thu nhập. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Khổ. Ừ đấy, thì nó rất là như vậy. Thì okay, okay, kiếm okay, thêm okay, em hoang mang lắm. Nhưng mà... Anh kiếm thêm em làm gì? Anh đầy em. Toàn em nào mà ai biết được, bốc phét thế. Dưới đường em, Trần Duy Hưng vái em. Trần Duy Hưng đóng cửa rồi. Trời lạnh lắm. Có ai đứng đường đâu. Mây ơi. Anh bảo Mây này. Mới ra ngoài ruộng mới cày với anh. Không em. Sao như thế được? Chúng ta là gia đình hạnh phúc. À nhầm. Gia đình hạnh phúc. Không anh quen miệng thế. Chúng ta là gia đình hạnh phúc em ạ. Chắc là hạnh phúc mày anh. Thế là thôi, có gì là Mây đã ngỏ lời thì thôi anh cũng không muốn nói gì cả. Cái vấn đề chính là thôi. Người ta nhưng mà, thích. Nhưng mà anh cái đấy tí nữa mình đi về nói chuyện riêng được không? Chuyện riêng cái tình cảm. À không, anh còn nói gì đâu, anh chỉ bảo là thôi các ông hạ, người ta cũng có thích tôi cũng thích lại người ta cho nó được lòng đúng không các ông? Đúng! Biết nói như nào nhỉ? Đối với những người mà anh cảm thấy quan trọng thì anh sẽ nói chuyện theo một cái cách khác em ạ. À, thế à? Ừ, đúng rồi. Cách của anh là em nổi da gà quá. Đừng như thế em ơi, sao em lại có thể nổi da gà với một người dễ thương, đáng yêu với anh như thế này? What dễ thương, what đáng yêu. Đừng em, anh có phải đàn ông đâu. Vãi đài. À, nhầm. Ủa anh? Nhầm. Anh phải đàn ông là gì? Nhầm. Em không ngờ. Anh nhầm. Anh là một thằng con trai. Ok. Là một thằng con trai em. Đã được làm đàn ông đâu. Fuck bao nhiêu mà không làm đàn ông à? Ui, ở trên này có đàn ông. Người ta good boy. Good boy. Yeah. No. Cái là good boy mà, thật mà. Anh ơi, yếu rồi. Anh chỉ là một thằng con trai em ạ. Có đứa con sau nữa. Hai đấy. Sau cũng có. Là một thằng con trai nghèo như anh. Màu trắng đôi bàn tay. Ông dụng một kèo à? Sorry. Anh chỉ lỡ cái ép xíu à. Sorry. Còn gì anh ơi? Thế ơi. Cứu.
Giết nó đi, nó đang bắn anh này. Giết cái gì? Em không chết được ngày sao? Tại sao anh chết? Anh cơ bản là anh bây giờ anh bị quáng mà, mày phải biết anh bị quáng chứ. Công ạ, tôi không biết làm sao, tự nhiên mây bảo tôi đợi xíu. Có thể là mây xuống đây sửa hộ tôi điều hòa chẳng hạn, xong rồi tôi bụp luôn. Người ta thích tôi mà, tôi cũng phải thích lại cho có chứ. Hà Nội đang lạnh nhé mà, kiếm người yêu tầm này được mà. Nhờ, công nhỉ.